Xin chào anh em, mình là Duy View và bên cạnh mình đây là anh Hoàng Vâu. Mình Hoàng Vâu. Thì đã quen với mặt anh em rất là nhiều rồi. Thì hôm nay bọn mình có một chia sẻ một chút về cái câu chuyện ở trên thời sự. Thì anh Hoàng dạo này có hay xem thời sự không? Đợt này thì thật sự là anh hơi lười đọc báo. Thế hả? Thế anh phải biết là dạo này gần đây có một vụ là mấy bé trai bị thương. Và nguyên nhân chính dẫn đến cái việc là bị thương này là các bạn ấy vừa cắm sạc và vừa sử dụng laptop. Và sau khi chúng ta nhận được cái tin đấy thì rất là nhiều bạn hoang mang, kể cả anh Hoàng với cả nhiều bạn vẫn chưa biết rõ được. Thì hôm nay mình với anh Hoàng rất là vui và sẽ được chia sẻ cho anh em về những cái vấn đề là tại sao vừa cắm sạc vừa sử dụng laptop thì bị nổ, và những cái gì mà chúng ta cần phòng tránh, những cái gì mà chúng ta cần quan tâm để giúp cho tuổi thọ pin tốt nhất và vừa để đảm bảo về cái tính mạng và sức khỏe của chúng ta nhé. Mặc dù thì cái tin tức này mình chưa đọc, thế nhưng mà về cái vấn đề pin ý, thì mình đã có tìm hiểu cũng một thời gian cũng khá là lâu rồi. Thì rất là mong thì các bạn hôm nay sẽ từ những kiến thức mà mình và Duy chia sẻ thì chúng ta có thêm được những cái kiến thức để trang bị cho hành trang của mình để sử dụng laptop được lâu dài hơn. Và bắt đầu vào video thôi. Và như anh Hoàng đấy cũng đã biết thì cái thành phần duy nhất, cũng đấy có lẽ thành phần mà phổ biến nhất mà gây ra nổ pin ở trên bất kỳ một thiết bị nào, như là của điện thoại hay là máy tính, có lẽ là pin, đúng không nhỉ? Đúng rồi, thì là pin nó là một cái dạng lưu trữ năng lượng dạng hóa năng mà. Thế nên là cái thứ duy nhất có thể gọi là nổ được. Em có nhớ cái vụ nổ điện thoại không? À, Note 7 nhưng mà cái vụ Note 7 nó lại không giống với cả những cái vụ này lắm. Thì cái nguyên nhân đầu tiên là do pin, là cái nguyên nhân mà sẽ cái thói quen, cứ có thể gọi là cái thói quen mà chúng ta hay thấy nhất là các bạn sử dụng vừa cắm vừa sạc. Nhưng mà đấy là đúng một nửa thôi. Khi mà chúng ta như là dùng điện thoại, mình thấy rất nhiều bạn là thấy những cái vụ nổ điện thoại đang bị nhầm tưởng là chúng ta chơi game xong, chúng ta hết pin, chúng ta lại cắm sạc vào, xong chúng ta lại ngồi chúng ta chơi tiếp. Đây là vấn đề rất là lớn, vì anh Hoàng thấy đấy, chơi game laptop bây giờ có khoảng 80-90 độ cho CPU, đúng không? Đúng rồi, máy hoạt động rất là nóng rồi. Mà nếu chúng ta cắm sạc vào lúc đấy mà pin chúng ta lại phải đang sạc ấy, thì rất là xung quanh máy là nóng. Và nguyên nhân chính mà gây ra nổ pin thì thường là về nhiệt độ là chính, đúng không? Nhiệt độ cao. Thế nên là cái nguyên nhân dẫn đến là thường thấy nhất là anh em vừa cắm sạc để sử dụng hoạt động làm việc, nhưng lại vừa sạc pin cùng một lúc. Nghĩa là cái cách để khắc phục cái nguyên nhân này thì rất là đơn giản thôi, là anh em hãy để cho pin sạc thật đầy. Anh em cắm máy vào này, sạc pin thật đầy này, xong rồi đó là anh em tiếp tục cắm sạc, xong rồi sử dụng bình thường, đúng không vấn đề gì. Đó là cái mà chúng ta hay thấy nhất và đấy là cách khắc phục. Và giải pháp thì như anh em nói rồi, cắm pin sạc đầy, sau khi sạc đầy xong anh em cắm sạc vào sử dụng bình thường, thế là xong. Vậy thì đấy là cái nguyên nhân mà em đi tìm hiểu được, là nguyên nhân thường xuyên thấy nhất. Thế Hoàng thấy có những nguyên nhân nào khác không nhỉ? Ngoài ra ấy, thì theo anh tìm hiểu thì cũng có một vài cái nguyên nhân mà thật sự là có thể là anh em đã vô tình quên đi mất. Đấy là thực sự thì công nghệ của bây giờ với công nghệ của trước đây, cụ thể là khoảng 10 năm trước đi, thì hiện tại thì chúng ta đã có những cái con chip kiểm soát năng lượng trên những con pin bây giờ, những con pin lithium hay là pin lipo. Nhưng mà trước đây cũng là pin lithium, thế nhưng mà chúng ta lại chưa được tích hợp những con chip kiểm soát năng lượng. Vì vậy thì khi mà chúng ta vừa sạc và vừa chơi thì khiến cho pin bị sạc đầy quá mức này. Và đồng thời thì sạc đầy quá mức thì pin sẽ nhanh chai và sẽ phồng pin. Và tất nhiên thì hiện tượng gây nổ thì nó sẽ gây ra rồi. Và anh cũng nghĩ là cái trường hợp của ba em nhỏ vừa rồi thì là cũng do sử dụng những cái công nghệ cũ, những cái chiếc máy cũ. Mình có thể đoán được vậy. Đúng rồi, chính xác. Đấy thì không biết là Duy nghĩ sao? Em nghĩ là như này, tại vì là laptop cũ ngày xưa là không có cái chế độ ngắt sạc, đúng không? Đúng rồi, thế nên là khi mà chúng ta cắm sạc từ ngoài vào ấy, thì lúc ấy laptop sẽ dùng từ pin này, xong rồi từ pin nó lại bảo là sạc, thế là pin nó cứ nạp sạc liên tục. Thế nên là nó nhanh chai pin này, và nó rất là nhanh hỏng pin, có thể dẫn đến nổ là chuyện bình thường. Và có lẽ là rất nhiều cụ hay là rất nhiều người sử dụng đi trước họ hay có cái định kiến là bây giờ cứ cắm sạc mà dùng thế nó nhanh chai pin, nhưng mà nó không phải. Thực ra công nghệ cũ mà bây giờ là khi mà chúng ta cắm sạc vào, pin sẽ tự ngắt luôn. Và lúc đấy thì máy sẽ sử dụng luôn từ cái nguồn sạc, như là anh em dùng PC ấy, đúng không? Bởi vì anh em mình chơi laptop gaming, mà bây giờ laptop gaming mà không cắm điện thì nó sẽ không bung hết được hiệu năng, đúng không? Và nếu mà anh em cứ dùng pin thì chả mấy pin nó lại hẹo. Nó lại còn nhanh hỏng hơn. Đúng rồi, còn nhanh hỏng hơn. Đấy là nguyên nhân thứ hai, mà có lẽ là nguyên nhân mà chúng ta đang mắc phải khá là nhiều. Vậy thì còn những nguyên nhân khác nữa thì sao anh Hoàng? Em nghĩ là không chỉ những hai cái vấn đề đấy mà còn những vấn đề khác nữa cơ. Đúng rồi. Tuy là hai cái nguyên nhân trên chúng ta có thể coi là một nguyên nhân chính, thế nhưng ngoài ra là thói quen sử dụng của chúng ta cũng gây nên pin của chúng ta sử dụng không tốt.
Và một trong những nguyên nhân mà mình thấy nó cũng khá là nguy hiểm đấy là do chúng ta sử dụng những cái cục sạc và những bộ sạc kém chất lượng hoặc là không đúng với thông số của nhà sản xuất. Ví dụ như là Duy không biết là em có hay dùng bừa sạc không? Ví dụ như là anh ví dụ như hôm nay quên mang sạc này, xong rồi đến công ty thấy bảo sạc cứ cắm đúng thì thôi mình dùng thôi. Cứ lên là được đúng không? Đúng, cứ lên là được. Đấy, quan trọng nhỉ? Thì có lẽ đấy là một trong những nguyên nhân mà chúng ta cũng hay mắc phải là thấy cứ thấy sạc nào mà đúng cổng đúng chân là cắm bừa vào thôi. Nghĩa là nó còn sống là nó sống đúng được. Thôi, nên nó lên là được luôn. Chưa quan tâm gì không? Đấy, hơi dở. Hơi dở. Thứ hai có lẽ là ham pin rẻ. Mình thấy là nhiều thấy rất là nhiều bạn ở trên mạng hay là nhiều bạn có nói rằng là khi mà đi thay pin thì bạn hay lựa chọn những pin ở bên thứ ba hay là bên ở những cái bên mà không được chất lượng cho lắm. Ngoài ra còn tự ý là chế thêm cell pin hay là chế những cái thỏi pin to hơn cho chiếc máy của mình để sử dụng pin lâu hơn. Và đây chắc chắn là một trong những vấn đề mà có thể gây ra nổ pin. Và em nghĩ là với ba bạn trẻ hay là ba bạn nhỏ đã bị thương như vậy cũng đây là một khả năng lớn. Đúng rồi, anh nghĩ là cái đây nó cũng sẽ là cái khả năng nó rất là cao, bởi vì là trừ những người có một cái kiến thức nhất định và cái trình độ của họ rất là cao ấy, thì họ đã sẽ kiểm soát và chế cái con pin đó theo đúng cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất thì điều đó không sao. Thế nhưng mà có những người họ, thứ nhất là khách hàng họ đã ham rẻ rồi nhưng mà họ lại còn cố ý họ mốt thêm nhiều pin hơn để cho tôi tăng tối đa dung lượng lên thì điều này thật sự là nó hoàn toàn không tốt chút nào. Đúng rồi. Ngoài ra thì với nhiều anh em và mình nghĩ là cũng khá nhiều, với bản thân mình thì mình cũng hay quên là đi kiểm tra máy định kỳ. Em thấy là nếu mà mọi người thường xuyên kiểm tra máy định kỳ hơn, mở máy ra xem linh kiện bên trong như nào, pin có bị phồng hay không, kem tản nhiệt đã khô chưa, có khiến bị máy hay không, thì đấy cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nhiều người chúng ta mắc phải. Thậm chí thì còn có những người bạn của anh có những người bạn mà laptop bị va đập này, xong rồi bị rơi vỡ, hay là thậm chí là có những cái ông còn để phồng hết cả pin lên. Em để ý nhá, cái touchpad này, bàn phím này bung hết ra, vẫn dùng. Xong rồi còn đóng màn hình xuống, rồi thì cái vết phồng đấy nó cấn lại cái màn hình lại. Cố đóng màn sôi là cứ đóng màn sôi đấy. Đóng thẳng này đúng không? Đó, xong rồi cái màn hình này, cái màn hình đấy nó phồng lên, xong rồi màn hình chảy mực. Điều này thì thật sự là mực khó mặt đấy. Ok. Vậy thì thật sự là cái đấy là vấn đề khá là hay thấy đúng không? Thật sự nó là một cái thói quen rất là không tốt chút nào, bởi vì là chiếc máy nó phục vụ cho chúng ta cơ mà. Tại sao chúng ta không quan tâm đến nó một chút? Và mình nghĩ là cái việc mà kiểm tra máy chúng ta nên kiểm tra hàng ngày. Và ngay bây giờ khi bạn đang nghe những điều chúng mình chia sẻ, các bạn hãy kiểm tra ngay chiếc máy của mình xem nó có bị cấn móp hay nó có hiện tượng gì lạ so với ban đầu hay không. Ok, vậy thì còn vài yếu tố khác thì sao? Ví dụ như là về vấn đề mà anh thấy là tác động ngoại cảnh, tác động cái thói quen chúng ta sử dụng bên ngoài ấy, chứ không phải là những cái yếu tố như là cắm sạc, cắm sủng thì sao? Đây, thì có một cái mà anh thấy rất là nhiều người mắc phải. Thì đây, anh hỏi Duy đi. Không biết là Duy có hay có thói quen là để máy lên đùi hay lên đệm xem phim hay là... Em hiểu ý anh. Thì em thấy là laptop thì trong cái từ lap không nghĩa là cái đùi, là top là để lên trên đùi. Thì em hay dùng laptop thì em phải để lên trên đùi đúng không? Nó đúng bài của nó rồi. Nhưng mà em có thấy là khi mà mình đặt cái laptop lên trên đùi hay lên đệm thì cảm giác máy nó nóng hơn không? Có, thực sự là nóng, tại vì là hình như em không để ý lắm, tại vì là bây giờ ấy có rất là nhiều laptop họ hay để cái khe gió tản nhiệt bên dưới để hút đẩy hàng lên trên đúng không? Chính xác. Chiếc máy này có lẽ cũng như vậy nhỉ? Thật ra mình là tìm hiểu về laptop mà thì như chúng ta đều biết hay anh em đều biết thì cơ chế tản nhiệt của laptop là hút từ dưới đáy lên và thoát ra bên ngoài. Ví dụ như chiếc máy đây của mình là nó sẽ thoát nhiệt ra bên ngoài này hay là hai bên cạnh hông này. Đấy thì nếu như ta đặt lên trên đùi hay trên đệm hay những bề mặt mà khó thoát nhiệt thì điều này sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ, cái chiếc laptop của chúng ta sẽ bít cái lỗ tản nhiệt và vô hình chung là nó sẽ ủ nhiệt cho chiếc laptop của chúng ta và nó sẽ bị ủ vào những cái thiết bị quan trọng như kiểu là mainboard hay là tất nhiên rồi trong đó có cả pin rồi. Thì kẻ thù chính là nhiệt độ của pin. Kẻ thù chính là nhiệt độ của pin. Okay. Nhiệt độ chính là cái thuộc của pin. Ok. Đó, thì đấy với Duy thì anh nghĩ là sau này thay đổi nhá. Vậy anh Hoàng có hay có thói quen là ăn mì tôm xong rồi uống nước xong rồi ngồi chơi game không? Có chứ, tuổi thơ của anh mà cấp 3 là trốn ra hàng nét chơi rồi uống Sting đỏ này xong rồi mì tôm đúng không? Xong rồi bò khô đấy đúng không? Bảo sao hôm qua em thấy anh đổ laptop lên con này, đổ nước lên con này. Hôm qua là như này, hôm qua là anh uống cà phê xong rồi có chót đổ vào đây. Nhưng mà không sao, cái vấn đề đấy thì anh đã được các bạn kỹ thuật viên của Laptop AZ kiểm tra và xử lý hoàn toàn. Chào. Sạch sẽ. Chào. Đây, nhìn xem như mới này. Đây, mình cho các bạn xem nhá. Như mới luôn. Đây.
Vợ anh mà, vợ anh để lo chứ. Sếp mà biết được thì chết. Đây được nha. Ok, vậy thì qua những cái nguyên nhân mà chúng mình vừa chia sẻ với các bạn và những cái nguyên nhân trên, thì hai nguyên nhân chính, thì nguyên nhân đầu tiên mình đã nói rồi là nếu anh em sử dụng laptop thì hãy để cho pin máy sạc đầy đã. Đến lúc đấy pin nó sẽ tự ngắt và lúc đó chúng ta cắm sạc và chúng ta sử dụng như bình thường. Thì đấy là lúc mà chúng ta sử dụng an toàn nhất và giúp cho tuổi thọ pin là tốt nhất nhá. Thứ hai, có lẽ cái nguyên nhân mà như anh Hoàng nói là những chiếc laptop cũ thì thường không có những cơ chế là ngắt sạc pin. Đúng vậy. Đấy, bây giờ laptop thì bây giờ quá là phổ biến rồi, ngắt sạc pin sạc đến 95% hay đến 50-60%. Thì ở trong phần mềm các hãng laptop thì thường hay có, và bây giờ anh em có thể tham khảo trên mạng rất là nhiều luôn đấy. Và đấy là nguyên nhân chính và những nguyên nhân mà gọi là khách quan một chút, nguyên nhân bên ngoài một chút. Vậy thì theo những cái tổng kết đấy thì mình rút ra được vài những cái mà chúng ta nên phòng chống trước khi là nó sẽ xảy ra. Đầu tiên là chúng ta nên sử dụng đúng chuẩn sạc, và nếu có thay pin thì dùng đúng pin của hãng, là để đảm bảo nhất về chất lượng của sản phẩm từ pin cho đến sạc, để giúp cho máy có được tỷ lệ sử dụng pin tốt nhất và tránh những cái rủi ro như là phồng pin, nhanh chai pin hay là nổ. Và ngoài ra thì chúng ta hãy nên kiểm tra và vệ sinh máy định kỳ hay là thay kem tản nhiệt, và kiểm tra cái tình trạng máy của các bạn nó có thay đổi gì so với như ban đầu hay không. Bởi vì nếu như mà ngoài cái trường hợp như anh vừa kể là bạn anh ấy dùng máy nó bị phồng lên như thế, còn có những trường hợp khác ấy là nó bung cả ốc, bung linh kiện, và thậm chí còn có cả côn trùng nó chui vào trong nữa. Okay. Nó rất là kinh khủng, và điều này các bạn phải thật sự là chú ý. Ngoài ra thì ngoài hình thức của chúng ta thấy mà pin không có bị phồng hay không bị lép gì cả, nhưng mà nhanh sập máy này, dùng một tí nữa đã xong rồi này, thì có lẽ là cái việc là đó là chúng ta đã bị chai pin. Mà cách để kiểm tra chai pin ở phần mềm thì mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo nhé. Cái video làm review chia sẻ cái cách để kiểm tra chai pin ở phần mềm mình đã làm một video để cho anh em biết rồi. Ok. Và ngoài ra thêm một điều nữa, đấy là chúng ta hãy hạn chế tối đa nhất có thể để laptop của chúng ta trên những cái bề mặt khó thoát nhiệt, như là ghế da này, hay là ghế vải, hay là như anh vừa nói với Duy, đấy là đặt lên trên đệm hay là trên đùi. Thì điều này sẽ hoàn toàn không tốt cho toàn bộ chiếc laptop của chúng ta, bởi vì lúc đấy laptop của chúng ta sẽ bị ủ nhiệt. Và đúng rồi, như mình nói như ban đầu, nhiệt độ chính là kẻ thù của pin. Không phải là laptop là kẻ thù của pin. Và còn một điều nữa, không, anh nghĩ là Duy cũng và mọi người có thể là biết rồi, nhưng mà chúng ta thường chúng ta hay quên, là chúng ta hãy nên tắt máy hoàn toàn trước khi đóng máy lại và mang khi di chuyển. Điều này không biết là Duy nghĩ sao? Với em là một người dùng cả MacBook và cả Windows thì em thấy là nhiều chiếc laptop Windows hay có vấn đề là khi mà chúng ta gấp máy vào slip thì máy vẫn chạy hoạt động bình thường, quạt gió cứ thổi liên tục, thế là khi mà em nhét vào ba lô thì nó như một cái lò. MacBook thì không có bị nhiều lắm, nhưng mà anh thấy Windows có vài máy hay bị dính cái tình trạng này, thế nên là đây là vấn đề mà các bạn cần lưu ý nhá. Tổng kết lại thì thông qua những chia sẻ mình vừa kể trên thì mình nghĩ là anh em nên thay đổi một chút về những cái thói quen sử dụng chúng ta. Đầu tiên là cách sử dụng về pin, về cách sử dụng chúng ta làm việc trên chiếc laptop này để giúp cho thời lượng pin, và cách mà chúng ta đảm bảo được sức khỏe và tính mạng của mình là tốt nhất. Nghe nó hơi nặng nề nhưng thực ra đấy là những cái vấn đề khá là nghiêm trọng tại hiện tại đấy. Và ok, mình hy vọng là anh em like, subscribe, chia sẻ để bọn mình có thêm những video hữu ích để giúp cho anh em có được nhiều thông tin hay ho hơn nữa nhé. Ok, và nếu như anh em muốn chúng mình làm thêm về chủ đề nào thì hãy comment ở phía bên dưới, và cũng đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho channel của Laptop Z nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video sau. Và anh em thấy thiếu gì không? Mã giảm giá AZ300 và những sản phẩm Acer, ZenBook và Lenovo Legion 5 tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và bây giờ thì tạm biệt anh em. Điều. Bye bye. Bye bye.